Đó khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, anh Thông và anh Hộ được một người dân ở thôn thuê sửa bồn nước phía sau nhà. Thời điểm hai thanh niên sửa bồn nước, trong bồn đang có máy bơm điện. Khoảng 15 phút sau, không nghe thấy động tĩnh gì. Chủ nhà ra kiểm tra thì phát hiện anh Thông và anh Hộ đã chết trong bồn. Cụ thể, trưa ngày 15 tháng 2, ông VPP 58 tuổi, ngụ tại hẻm 230 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, lên tầng 4 sân thượng căn nhà của mình ở để sửa điện bồn nước. Trong lúc đứng làm việc, ông P bị điện giật ngã từ trên cao khoảng 2 m xuống bất tỉnh. Ngay khi nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt tiến hành sơ cứu, băng bó nạn nhân, chuyển ra xe cứu thương đưa vào bệnh viện ở đây mình có hai cái sơ đồ đấu đây các bạn nhé một cái là chúng ta đấu thông thường thì cách đấu thông thường đó là chúng ta cũng lấy hai cái dây câu lên phao đúng không ạ và hai dây này là điện 220 nó lên phao thì các bạn nhìn này ở đây mình có một cái đồng hồ này mình kẹp cái đồng hồ này vào hai cái cực của cái phao nhé thì các bạn nhìn thấy đồng hồ nó đang hiển thị là 220V Khi mà bơm không hoạt động ở đằng sau mình lấy cái quạt mô phỏng cái bơm thì mình cắm cái quạt này vào trong cái sơ đồ mạch này thì các bạn nhìn thấy này khi mà bơm không hoạt động thì điện áp đang là 220V và khi bơm hoạt động thì tất nhiên là nó chập hai cực của bơm rồi thì điện áp nó về không đúng không ạ và khi mà ngắt bơm này thì điện áp về 220V như vậy các bạn có thể thấy rằng là cái phao mà cách đấu thông thường như này thì điện áp 220V nó luôn luôn thường trực ở trên hai cực của phao rất chi là nguy hiểm luôn đây mình dùng một cái bút thử điện mình sẽ test cho các bạn này các bạn nhìn thấy chưa? Bút thử điện sáng này, các bạn thấy chưa? Đấy, bút thử điện sáng này. Như vậy là cái điện nó luôn luôn thường trực ở đây. Kể cả các bạn đảo dây thì điện 220 nó vẫn luôn luôn thường trực ở trên cái phao này, nó rất chi là nguy hiểm. Nên là bây giờ mình không dám sờ tay vào hai cái đầu cực này. Do đó nếu như mà không may cái dây ở trên phao này mà nó dò ra bồn thì rất nguy hiểm. Còn ở đây, đây là một cái sơ đồ mình đã đấu với một cái thiết bị khác và cụ thể nó là một cái thiết bị chống giật thì các bạn thấy đây đây mình cũng kích hoạt phao thì ở đây có một cái quạt mình mua phỏng bơm này các bạn nhìn thấy chưa bơm chạy này nhả này bơm tắt này thế nhưng với trường hợp này mình sờ thoải mái các bạn nhìn thấy chưa sờ thoải mái nhé không lo điện giật đây kích hoạt này bơm chạy này cũng không giật này nhả ra cũng không giật do đó với cái trường hợp như này thì không may mà cái dây nó bị dò ra bồn thì chúng ta yên tâm được rằng là chúng ta không bị ảnh hưởng tới tính mạng của chúng ta Vậy thiết bị gì có thể làm được cái vấn đề này? Thì đây, đây chính là một chiếc ổ cắm, nó sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Và đây, ổ cắm của nó đây. Với chiếc ổ cắm này thì sẽ đảm bảo với các bạn được rằng là không may mà dây nó dò ra vỏ bồn ấy, thì các bạn cũng không lo ảnh hưởng tới tính mạng của chúng ta, các bạn nhé. Thì hiện tại gia đình mình cũng đã thay tất cả những cái bồn nước có bơm lên bằng cái ổ cắm này hết rồi và với chiếc ổ cắm này nó sẽ không đưa điện 220 trực tiếp lên cái phao điện của chúng ta mà nó chỉ là đưa điện 5v lên thôi nên là chúng ta sờ vào yên tâm đây các bạn nhìn thấy đây đây là một cái đồng hồ nó đo này. mình đang kẹp vào hai cái cực của phao này. các bạn nhìn thấy nó đang 4,9v DC này. đây là một cái điện áp thấp nên là các bạn yên tâm rằng là không hề bị giật nhé nếu như bạn nào mà biết chế cháo ấy, thì các bạn có thể là chế nó ra cũng được. Các bạn dùng một cái dơ le trung gian và một cái cục nguồn khoảng 5V đến 12V các bạn chế nó ra cũng không sao còn nếu các bạn nào không biết chế thì các bạn nên mua những cái sản phẩm mà hãng người ta đã sản xuất ra rồi như này thì thông thường hãng người ta đã tính toán và sản xuất ra rồi thì cái độ an toàn cũng như là cái độ tiện lợi nó sẽ cao hơn cái việc mà mình chế kể cả như bản thân mình là người biết chế biết về điện tử nhưng mà mình vẫn thích mua những cái sản phẩm mà đã chế sẵn như thế này bởi vì sao bởi vì những cái sản phẩm này dùng cho gia đình có nghĩa là dùng cho nhiều người mình biết về điện tử thì không sao nhưng mà có những người trong gia đình không biết về điện tử nên là tốt nhất chúng ta mua những cái sản phẩm mà chế tạo sẵn thì nó an toàn hơn và ai cũng có thể sử dụng được. Thì với video này, mục đích là mình cũng cảnh báo an toàn cho các bạn khi mà các bạn lắp đặt cái van phao điện ở trên cái tét nước của chúng ta. Do đó mình khuyên các bạn là hãy đặt cái tính mạng, cái sự an toàn của bản thân các bạn cũng như là an toàn của gia đình các bạn lên hàng đầu. Chúng ta nên sử dụng các cái thiết bị chống giật để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.